Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của chúng tôi. Trong video này, ship.vn sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Mido đã được ship.vn nhập khẩu trực tiếp từ Yomashop, một seller cực kỳ lớn và uy tín tại Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York. Và kiện hàng này được vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ, thành phố Auburn, mà dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra nhé. Đây, phần băng keo vẫn còn rất là nguyên vẹn. Ở Yomashop thì họ rất là thường xuyên sử dụng băng keo giấy như thế này để có thể bảo vệ môi trường các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mido. Mình sẽ khui theo phần băng keo giấy này nha. Phương châm bảo vệ môi trường cũng là phương châm của rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Bên trong chúng ta sẽ có một chiếc hộp đỉnh từ Mido khá là lớn ha, và một lớp giấy dầu đệm gói để giảm chấn động tối đa trong quá trình vận chuyển nè. Rồi, mình sẽ lấy chiếc hộp này ra, cũng tương đối là nặng nha. Phía bên dưới chúng ta sẽ có những cái sticker quảng cáo từ Yoma rất là quen thuộc rồi, và cả hóa đơn đến từ seller. Nguồn gốc sản phẩm này rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Tạm thời mình sẽ để phụ kiện này qua một bên, đi đến nhân vật chính của chúng ta nhé. Đây, bên ngoài phần bóc chính thì chúng ta sẽ có một lớp bìa giấy như thế này đó, để bảo quản chiếc bóc tránh khỏi bụi bẩn. Tạm thời mình cũng sẽ lấy ra luôn. Đây là phần bóc đồng hồ của chúng ta, rất là lớn với tông màu đen chủ đạo và tên thương hiệu Mido nằm ở trung tâm với tông màu cam rất là nổi bật. Và nói một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết, thì năm 1918 thương hiệu Mido được thành lập tại Solothurn, Thụy Sĩ bởi George Charon, là đứa con của tập đoàn Edwards Group. Thì Mido được sinh ra trong cái nôi của ngành công nghiệp đồng hồ. Cái tên Mido được bắt nguồn từ Yo Mido, trong tiếng Tây Ban Nha nó có nghĩa là tôi đo. Đo ở đây là đo đếm nha các bạn. Chính vì vậy thì sứ mệnh của Mido chính là đo đếm thời gian, đo đếm những cái điều giá trị khó có thể quay trở lại. Và ngày nay thì trụ sở chính của Mido được đặt tại thị trấn Lê Lóc, cái nôi của ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ nha. Và triết lý của Mido là Timeless is Mark of True Design, là họ không chạy theo những cái xu hướng thời trang, mà chính những cái giá trị tuyệt vời của Mido là điều làm nên những cái thiết kế đẳng cấp. Bởi các nhà sáng lập Mido hiểu rằng điều tồn tại lâu nhất không phải là những cái xu hướng, mà đó là những cái giá trị đích thực từ chiếc đồng hồ đem lại. Mido tạo ra những chiếc đồng hồ với chất lượng cao cấp nhất, những bộ máy chuẩn xác nhất và đặc biệt là khả năng kháng nước tuyệt vời để có thể cùng đồng hành các khách hàng vượt qua năm tháng và thời gian. Thì đó là những cái thông tin ngắn gọn tổng quan nhất về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta nằm bên trong chiếc bóc này. Đây là một bóc mở đứng bên ngoài nhé. Đây, mình sẽ mở ra như thế này. Bên trong chúng ta sẽ thấy một chiếc bóc gỗ nữa. Này các bạn, đây, rất là đẹp luôn, những cái vân gỗ nè. Và phần tên thương hiệu Mido nằm ở phần trung tâm. Phía dưới đáy chúng ta sẽ có tông màu cam rất là nổi bật các bạn nha. Đây là tông màu chủ đạo của thương hiệu luôn. Và rồi, không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ đi vào nhân vật chính. Ở bên trong chúng ta sẽ có những phụ kiện đi kèm như sách hướng dẫn nè, một chiếc thẻ đến từ Mido, chứng nhận diamond các bạn nha, chứng nhận kim cương. Vì trên mẫu đồng hồ này chúng ta sẽ có đỉnh kim cương. Đây các bạn, tất cả những phụ kiện đi kèm mình sẽ để một bên, đi đến phần nhân vật chính. Đây, rất là đẹp luôn. Chiếc gối thì khá là cứng cáp các bạn nha. Đây là phần gối của chúng ta nè. Và đây là mẫu đồng hồ được bảo quản rất là cẩn thận trong một chiếc túi ni lông như thế này. Mình sẽ lấy nó ra nha. Mình đeo vào tay thì nó hơi trơn một chút xíu đó các bạn. Đó, lấy ra thì nó hơi dính vào cái phần siêu của đồng hồ. Đây, mình sẽ cố gắng lấy nó ra nha. Sản phẩm mới hoàn hảo 100% nguyên siêu. Đây là phần siêu mặt nè các bạn, siêu đáy nè, đó, cũng như là siêu khóa nè. Tất cả các chi tiết đều trong trạng thái hoàn hảo mới 100%. Thì trước hết mình xin phép mình tháo cái lớp siêu mặt ra nha, cho các bạn có một cái trải nghiệm tầm nhìn nó tuyệt vời nhất và thực tế nhất trên sản phẩm ngày hôm nay luôn. Đây, mình sẽ mở cái phần siêu mặt ra. Đây, rất là đẹp các bạn.
Bởi vì đây là mẫu đồng hồ cơ khí nè, nó có chữ automatic thì chúng ta sẽ cần phải lên code một chút xíu cho chiếc đồng hồ hoạt động nhé. Và các bạn lưu ý thì chúng ta hãy là lên code bằng tay sẽ là cái hiệu quả nhất nhé. Đây là cái phương pháp hiệu quả nhất, tuyệt đối không cầm đồng hồ để lắc mạnh nha các bạn. Đây là thao tác cấm luôn, các bạn lưu ý. Đồng hồ sẽ tự động rửa code qua những cái chuyển động nhẹ nhàng của cổ tay. Hàng ngày thì các bạn sẽ thấy cái phần rotor nó sẽ xoay và nó sẽ rửa code liên tục cho chúng ta. Và hiệu quả nhất vẫn là lên code tay như thế này. Tuy nhiên các bạn không nên cầm đồng hồ để lắc mạnh nha. Có rất là nhiều bạn có thói quen này. Rồi, nói về sản phẩm của chúng ta. Đây là phần tag sản phẩm nè các bạn. Mẫu này sẽ có tên đầy đủ là Mido Baroncelli Donna Automatic Lady Watch. Một mẫu đồng hồ dành cho nữ giới. Đến từ bộ sưu tập Baroncelli, và cụ thể hơn là mẫu này sẽ là Baroncelli Donna các bạn nha, dành cho nữ. Và chúng ta sẽ có mã chi tiết cho mẫu là M022.207.36.116.11. Mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại xship.vn nhé. Phần phía dưới này chúng ta sẽ có là series, đây giống như một cái mã định danh cho mỗi chiếc đồng hồ Mido, sẽ không mẫu nào giống mẫu nào nhé. Phía trên đây là những cái thông tin cơ bản về sản phẩm, như đầu tiên là vật liệu hoàn thiện là steel BVD, có nghĩa là vật liệu thép không gỉ được mạ BVD. Diamond, chúng ta sẽ có kim cương đính trên cái cọc số như các bạn có thể thấy. Khả năng kháng nước là 53, tức là 50m. S là mặt kính sapphire, now reflecting, có nghĩa là được phủ chống lóa các bạn nha, rất là cao cấp. Và sau cùng là chiếc búa thì chống va đập thôi. Tuy nhiên nói là thế nhưng mà các bạn cũng hạn chế tối đa cái việc va đập đồng hồ cơ khí nha. Rồi phần phía sau tắt là chúng ta sẽ có tên thương hiệu Mido thôi, năm 1918, năm ra đời, rất là đơn giản. Về nhân vật chính thì đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn về đường kính cho mẫu đồng hồ này nữ này. Mẫu đồng hồ nữ này sẽ có đường kính là 33mm với độ dày sẽ là 10.6mm ha. Độ dày của đồng hồ cơ khí dành cho nữ thì thường nó sẽ có xu hướng dày hơn so với máy pin thông thường. Nên các bạn lưu ý điều này. Và với kích thước này mình thấy là vẫn rất là dễ lên tay cho chị em phụ nữ và vẫn mang lại cái sự nổi bật, sang trọng và quý phái. Về phần kính thì chúng ta sẽ được sử dụng kính sapphire phủ chống lóa rất là cao cấp. Và sapphire thì nó mang lại cho đồng hồ cái khả năng chống va đập cao nè. Mặt số và khả năng hiển thị thì nó vượt trội hơn nhờ độ trong suốt của sapphire. Và bởi vì nó là vật liệu cứng nhất sau kim cương cho nên nó thường được sử dụng trên những chiếc đồng hồ cao cấp với khả năng là chống xước tuyệt vời nhất. Ở đây mình nói tuyệt vời nhất chứ không phải tuyệt đối nha các bạn. Trong một số trường hợp đặc thù thì kính sapphire vẫn có khả năng xảy ra trầy xước. Và một trong những cái trường hợp phổ biến thường gặp nhất đó là khi các bạn đi biển. Mà nếu các bạn vô tình để cho phần mặt kính này nó chà sát quá nhiều lần với phần cát biển thì vẫn có khả năng xảy ra trầy xước nha. Nên các bạn lưu ý kỹ vấn đề này. Ba điểm nổi bật tiếp theo trên sản phẩm này đó chính là về phần mặt số. Trước khi nói về mặt số thì mình cũng đã khi mà mình nghiêng qua cho bạn xem nè. Đây là cái phần sapphire nó hơi gợn cong một chút xíu các bạn. Nó chỉ hơi gợn thôi nhưng mà nó cũng vẫn tạo nên một cái sự nổi khối hơn cho cái phần mặt số này. Rất là đẹp luôn. Và mặt số bên trong thì chúng ta sẽ có là mặt xà cừ trắng nha. Và mặt số xà cừ là một trong những cái phân khúc đồng hồ rất là được ưa chuộng luôn. Ở tất cả các thương hiệu họ đều không bỏ qua cái phân khúc đồng hồ mặt xà cừ các bạn nhé. Và mặt xà cừ thì nó sẽ mang lại những cái vân màu sắc hoàn toàn khác nhau, không có một mặt nào sẽ giống mặt nào nhé. Nó sẽ có một cái vẻ đẹp được cá nhân hóa và độc nhất vô nhị mà chỉ chủ nhân của nó mới có được. Đây là cũng đặc tính giống như là cái vân vân tay của chúng ta vậy, thì vân màu sắc trên xà cừ nó sẽ hoàn toàn khác nhau, sẽ không mẫu nào giống mẫu nào cho dù là các bạn khai thác trên cùng một con ốc hoặc là một con trai nhé. Đây là cái đặc tính của xà cừ. Rồi, về phần cọc số chúng ta sẽ có thiết kế cọc số la mã phối với những viên đá quý như thế này. Các bạn có thể thấy nè, ở phần cọc số 3 giờ, 9 giờ và 12 giờ sẽ là chữ số la mã tạo nên cái nét cổ điển nè. Các phần cọc phụ sẽ là được đính đá quý, hay cụ thể hơn đính kim cương các bạn. Rất là sang trọng luôn, nó tạo nên cái nét lấp lánh quý phái hơn trên cổ tay của nữ giới. Riêng cọc số 6 giờ sẽ được thay thế hoàn toàn bởi ô cửa sổ lịch ngày, một cái thiết kế rất là độc đáo các bạn. Thông thường các bạn sẽ thấy nó sẽ nằm ở góc 3 giờ hơn. Ở đây thì Mido họ đặt ở góc 6 giờ như các bạn có thể thấy nè. Với nền màu trắng và chữ số màu đen cũng rất là dễ đọc và mình thấy là kích thước cái ô cửa sổ này cũng khá là lớn và các bạn có thể quan sát một cách rất là dễ dàng. Bộ kim chức năng thì vẫn được trang bị 3 kim chức năng chính là giờ, phút, giây. Hình như là cái phần kim giờ và kim phút nó đang trùng vào nhau để mình xoay nó ra cho các bạn dễ xem nha. Đây, như thế này. Và thiết kế thì vẫn là dạng thiết kế kim đô phai truyền thống, một trong những cái thiết kế kim rất là được yêu thích luôn.
Tên thương hiệu cũng như tên bộ máy sẽ đặt ở góc 12 giờ, góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ Mido Automatic. Ở phía dưới góc 6 giờ chúng ta còn có thông tin nữa là dòng chữ Squidmate để khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu Mido. Để gắn được dòng chữ này, các bạn nên biết rằng là chiếc đồng hồ chúng ta phải có trên 60% chi phí sản xuất nè, lắp ráp và kiểm định ngay tại Thụy Sĩ nhé, thì mới có thể gắn được dòng chữ đầy chất lượng ngay. Rồi, đó là về phần mặt số. Tiếp theo chúng ta đi đến phần bên ngoài sẽ là vật liệu hoàn thiện nha. Phần khung vỏ cũng như là viền benzen ở đây chúng ta sẽ có là vật liệu thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Bên cạnh đó thì thép 316L cũng chống đầy được một số cái đặc tính từ tính nha các bạn. Một cái khả năng cực kỳ quan trọng đối với các mẫu đồng hồ sử dụng máy cơ khí như thế này, nó sẽ tránh cho cổ máy bên trong của chúng ta gặp hiện tượng nhiễm từ và ảnh hưởng đến độ chính xác, điều mà các bạn sở hữu đồng hồ cơ khí rất là quan tâm. Chế tay đánh bóng sẽ được sử dụng trên toàn bộ phần khung vỏ cũng như là viền benzen, mang lại cái nét bóng bẩy sang trọng và quý phái hơn trên cổ tay của nữ giới. Khi mà các bạn nghiêng cổ tay thì các bạn sẽ thấy những cái hiệu ứng ánh sáng nè, nó sẽ chạy trên cái chế tay đánh bóng này rất là đẹp và nó thu hút được rất là nhiều ánh nhìn xung quanh. Phần nấm vặn chính được thiết kế rất là hài hòa và trên nấm vặn của chúng ta cũng sẽ có tên thương hiệu Mido. Các bạn sẽ thấy nè, họ dập ngay trên cái phần nấm này luôn, rất là sắc nét và chi tiết nhé. Phần lớp thì các bạn sẽ thấy ngay cái nét quý phái nằm ở đây, một chiếc lớp âm rất là đẹp để các bạn có thể gắn dây da. Này, mẫu dây da của chúng ta sẽ có cái tông màu be như thế này. À, dây này chúng ta sẽ có da bò, dập vân, cá sấu các bạn nha, rất là đẹp luôn. Dây da thì nó mang lại cái nét thanh lịch nè, trẻ trung. Chất liệu này sẽ là chất liệu Genuine Leather. À, dù không được làm từ 100% da thật, nó có lẫn thêm chất liệu khác để tăng cái độ bền, nhưng mà với một cái tỷ lệ da rất là cao thì nó vẫn được xếp vào hàng da thật các bạn nha. Thông thường thì những cái chiếc đồng hồ có giá tầm trung cho đến cao cấp mới sử dụng chất liệu da này. Ở phía sau dây thì chúng ta sẽ có tên thương hiệu Mido, mã dây nè các bạn, và cũng như là kích thước và size dây. Đây, 105, 18, 16 là size dây các bạn nha. Ở phần bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ có thêm một lần nữa là tên thương hiệu Mido, size dây và chiều dài dây, rất là chi tiết luôn. Và đây phía sau này không phải là da các bạn nha, đây là lớp hút ẩm hay gọi là lớp chống dị ứng á, cho các bạn có thể nào mà bị dị ứng với da vẫn có thể mang được một cách vô cùng thoải mái luôn, vì họ sản xuất để bán cho cả thế giới các bạn nha. Tuy nhiên thì cũng có một cái lưu ý đối với các bạn nào thích sử dụng dây da, thì chúng ta thứ nhất là biết rằng là dây da thì nó mang lại cảm giác ôm tay hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên thì nó dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng như là mồ hôi tay của người đeo, nó sẽ làm mất đi cái vẻ bóng bẩy ban đầu. Cho nên là việc vệ sinh cũng như giữ gìn phần dây đeo da thì phải cần tỉ mỉ hơn rất là nhiều so với các loại vật liệu khác. Và theo khuyến cáo từ thương hiệu thì chúng ta cần phải bắt buộc thay dây da khoảng sau khi sử dụng tầm 6 tháng đến 1 năm các bạn nha. Vì khi đó chúng ta sẽ thấy cái lớp hút ẩm này sẽ nó bắt đầu nó ẩm mùi nè, mà bắt đầu mục và các bạn sẽ thấy rất là khó chịu. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi đến phần khóa. Ở đây chúng ta sẽ được trang bị khóa bướm truyền thống của Mido này các bạn, thiết kế khóa rất là chắc chắn luôn. Và dĩ nhiên phần khóa của chúng ta vẫn là thép không gỉ nè, vẫn được mạ PVD màu vàng hồng, rất là đẹp. Phía sau khóa chúng ta sẽ có mã khóa đây các bạn. Đây vật liệu khóa stainless steel nè, đây là mã khóa, tất cả các chi tiết đều còn mới nguyên siêu 100%. Đáng tiếc là phần khóa này chúng ta sẽ không có nút bấm các bạn nha, một cái khóa bướm truyền thống luôn. Về thiết kế mặt đáy thì chúng ta sẽ có một thiết kế đẩy lộ máy rất là quen thuộc rồi đối với những cái mẫu sử dụng máy cơ khí như thế này. Cùng với đó những cái thông tin tổng quan như nãy giờ mình chia sẻ cũng được thương hiệu họ cung cấp phía dưới này tương đối đầy đủ. Đầu tiên là các bạn thấy là stainless steel, nó vật liệu thép không gỉ ha, tên thương hiệu Mido. Sapphire Rhizon, kính là kính Sapphire. Chúng ta sẽ có khả năng kháng nước của mẫu này là Water Resistant này các bạn, 53 tức là 50m nhé. Và sau cùng là dãy số series đây các bạn. Và số series này giống như một cái mã định danh cho mỗi chiếc đồng hồ Mido như lúc nãy mình có nói đó. Phía bên trong chúng ta sẽ thấy những cái chi tiết máy được lộ ra khá là rõ ràng. Và cùng với đó là chiếc rotor. Trên rotor chúng ta sẽ thấy họ đánh vân Geneva đây các bạn, một cái vân rất là nổi tiếng của Mido luôn. Và chúng ta thấy tên thương hiệu nè, năm ra đời được khắc ngay trên phần rotor này. Phía bên trong chúng ta thấy tên máy Caliber 80. Đây là một cái cỗ máy mới ha, đến từ ITA và nó cho cái khả năng record lên tới 80 giờ. Đây các bạn, rất là đẹp luôn. Tất cả các chi tiết đều trong trạng thái hoàn hảo mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp ha, hay trầy xước phía trên phần thân vỏ nè. Dây đeo cũng như là phần kính. Dây đeo nè các bạn,
Đó, tất cả các chi tiết đều trong trạng thái hoàn hảo mới 100%. Và đó cũng là tất cả những cái góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ chi tiết nhất của Xship.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Mido nói chung, cũng như là mẫu Mido Paraserie Donna dành cho nữ ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại Xship.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến Xship.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại Xship.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo nhé.